Dịp Tết năm nay, nông dân huyện Long Hồ canh tác hơn 70 hectare dưa hấu và vào thời điểm này, dưa hấu bắt đầu thu hoạch với niềm vui trúng mùa, trúng giá. Và sau đây là ghi nhận của cộng tác viên thời sự truyền hình Vĩnh Long. Vụ dưa hấu Tết năm nay, gia đình ông Bùi Văn Diệu ở ấp Hậu Thạnh, xã Long An trồng 5 công dưa hấu. Khoảng 10 ngày nữa mới đến kỳ thu hoạch, nhưng ông Diệu đã nhận cọc bán với giá 9.000 đồng một ký. Ruộng dưa của ông năm nay năng suất đạt từ 3 đến 3,5 tấn một công. Dưa Tết năm nay thì thấy cái mới ban đầu là cái dưa bị trời mưa sập sồi thì cũng không tốt, nhưng mà qua nắng ấm này thì hiện nay thì dưa đang phát triển tốt. Cái đà này thì dưa cũng trúng. Cái năm nay dưa Tết thì hiện thương lái đang đặt cọc là 9.000 đồng ký. Thì thấy cỡ này thì nông dân sống được rồi. Tại ấp Phước Lợi, xã Thạnh Quế, vụ dưa hấu Tết năm nay, nông dân trồng 15 hectare dưa hấu trên đất ruộng. Nhờ được ngành chuyên môn tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cùng với kinh nghiệm trồng dưa từ những vụ trước, nên năng suất vụ này đạt khá cao, bình quân 35 đến 40 tấn một hectare. Hiện tại, thương lái mua dưa tại ruộng với giá khoảng 8.000 đồng một ký đến 9.000 đồng một ký. Nhiều nông dân trồng dưa cho biết, giá dưa vụ này năm nay cao hơn nhiều so với cùng thời điểm năm trước, nên đạt lợi nhuận khá, nông dân rất phấn khởi. Năm nay bán cũng trúng mùa được giá vậy đó. Tới Tết đồ ăn Tết cũng phấn khởi. Hai công mà được 8 tấn. Trúng mùa không hơn năm ngoái, năm nay giá có hơn. Năm nay dưa năm nay nó cũng được, cũng đỡ, nó cũng cao, giá từ tới Tết nó cao như vậy đó. Cho nó được phấn khởi. Ấp Phước Lợi thì năm nay cái lượng dưa trồng dưa hấu tăng rất là nhiều so với các năm trước. Dưa hấu gãy trồng gãy vụ, nhờ vậy mà bà con năm nay trúng mùa và được giá cũng ổn định. Các địa phương có diện tích trồng dưa hấu nhiều ở huyện Long Hồ là xã Thạnh Quế, Phú Quế, Long An, Tân Hạnh, so với vụ dưa hấu Tết năm trước tăng khoảng 20 hectare. Những hộ trồng dưa đã thu hoạch năng suất đạt từ 3,5 đến 4 tấn một công, trừ đi chi phí lợi nhuận đạt khoảng 17 triệu đồng một công. Với năng suất và giá bán như hiện nay, nông dân trồng dưa hấu ở huyện Long Hồ rất phấn khởi, có thêm điều kiện để vui xuân đón Tết.